Chính phủ Nhật Bản vào ngày hôm nay đã lên tiếng phản đối việc máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận của nước này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Osamu Fujimura cho biết vào ngày 13 tháng 12, một máy bay của Trung Quốc đã bay vào không phận phía trên quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku ở biển Hoa Đông. Đây là hòn đảo tranh chấp giữa hai nước mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ông Fujimura xác nhận lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã triển khai các máy bay tiêm kích F-15 sau khi phát hiện máy bay của cơ quan hải dương Trung Quốc ở gần đảo Ussuri thuộc quần đảo này. Kể từ khi bùng phát căng thẳng giữa hai bên liên quan đến quần đảo tranh chấp trong suốt hơn 2 tháng qua, đây là lần đầu tiên Tokyo cáo buộc máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận của Nhật Bản.